OK, chào các bạn nhé. Mình làm thêm một vài clip nha, buổi tối nha các bạn. Thì đầu tiên á trong tối nay mình sẽ làm là dọn dẹp cái bàn trước. Nha, quá kinh khủng luôn. Bây giờ mình sẽ trở lại công việc các bạn, trở lại một số mảng là mà... trước đây mình hãy làm. Đây, đầu tiên là tối nay nha. Cảm ơn anh khách ủng hộ shop nha, vừa cọc tiền thì tại sao phải cọc các bạn tại vì uh, cơ bản á, trước đây là mình không cần cọc nha bây giờ bỏ qua cái vấn đề bom Nhưng mà hiện tại thì cực kỳ bận luôn các bạn bao nhiêu việc luôn có một mình thôi chứ đây có một bạn phụ thì nó còn không thả được xíu nha các bạn còn bây giờ là đầu tắt mặt tối cộng với thuyền lên một kế hoạch mới đó là đi bãi lấy hàng mỗi ngày cho à, nên là chỉ còn nửa ngày với buổi tối là làm hàng thôi, cho nên là nó tương đối bận nha, bận hơn thông thường. Ok thì trước tiên là cần cọc để làm gì xác định được khách mua nha, chứ tiền cọc mà mình sẽ trả lại hết chứ không lấy. À, xác định được khách mua rồi khi đó mình sẽ sắp xếp thời gian, giống như bộ này nè. Bây giờ mình sẽ làm cái này tí mình xịt, xịt rồi bị bẫy vào các bạn. Nó là hàng mới chưa xài đó nhưng mà do mình do để đó, ở bên bãi để ngoài kho rồi bên mình nhưng mà cơ bản là nó nằm phía bên ngoài thôi nha chứ bên trong là đảm bảo một trăm phần trăm dầu nhớt còn rất là ok hàng nhật mà nguyên zin chưa bung chưa 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 tháo ra con này ráp cho anh khách nha vừa ráp cho anh khách sẵn mình sẽ lên uh, video mình, mình, thanh lý nha một bộ như vậy một triệu chín khách nào chuyển khoản cái rụp bao ship ha. còn cọc không bao ship giá giá tốt nhất từ trước tới giờ nha chứ đây mình bán 2 triệu tư khách nào thì theo dõi kênh thì sẽ biết 2 triệu tư nha đấu nối hoàn thiện bỏ công mình mót cái mạch xịn này về 10 24 cho tới 48 nha con này lỗ 30 một số khách thì chế uh, xe uh, xe uh, trợ lực uh, xe xe cho người uh, già người tàn tật đó. xe hai bánh hai bên đó bạn đó, ok chạy rất là good leo dốc leo đồ rất là ok một số khách chế uh, xe đẩy, xe đẩy, xe hủ tiếu, xe các kiểu nha. Đó, cơ bản là nó tốc nó chậm chậm nhưng mà rất là khỏe. Đặc biệt là hàng này là có thắng nguyên tất cả. Make in Japan hàng mới chưa xài. À, các bạn xài 10 năm, 20 năm nữa vẫn ok. Hàng không chổi thang nha. Động cơ không chổi than động cơ nha. Động cơ led không chổi thang. À, 400W. 48V 10.6A 2.500 vòng chia cho tỷ lệ 1 phần 40 thì nó ra là tốc ở 48V khoảng um, như vòng ta lấy 2.500 mà chia cho 40 ha. 4 được 6 6 4, 5, 4 6 khoảng 65 vòng vô một một phút nha quay êm êm ru luôn có thắng tí mình đấu ra hết công tắc nha các bạn đấu ra đảo chiều chỉnh tốc độ Uh, on off là những cái cơ bản nhất nha còn ngoài ra có dây ba tốc độ các kiểu thì cái đó thì rất là đơn giản Thực ra có sẵn hết rồi ok đơn này và mình cũng thông báo luôn nha tí mình làm viết test nhưng mà thông báo mình xả hàng cái lô này tức là một cái ic xịn cộng với một cái bộ này là một triệu chín chuyển khoản hết triệu chín bao ship cọc không bao ship ok còn khách nào muốn mua luôn cây trục đó, thì mình đi bãi mình lấy nha cái trục này thì mình lần trước mình đi lấy 5 cây 5 hay 10 cây gì đó. Thì giá mình tính ra các bạn là khoảng khoảng 280 cho tới 300 mấy nha, chưa luôn phí ship là khoảng khoảng 300 mấy về mình bán lại 400. Còn khách nào đi mua được cây thì mua nha. Cái cây bên bãi là nó có có luôn cái 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 ba vết các bạn, ba vết nha, cái khớp với cái răng đó. đó. Trục dài khoảng 5 tấc, năm tấc. Con này mình bán rồi nha. Cảm ơn khách quen ủng hộ shop nha. Đó, vừa bán xong. Con này ngày mai à, giao chung với hai tủ nhỏ một tủ lớn nha, qua quận 12 cho anh khách nha. Cảm ơn khách. Mai mình đặt a mua các bạn. A mua đặt xe xe van đó. Mình mình bấm xe ba gác nhưng mà nó ra van nha, cũng tương đối rẻ. Nhưng mà đi quận 12 không rẻ không rẻ lắm nha rẻ là bữa mình đặt từ bên bãi về nhà mình thì ăn hết uh, nói chung là rẻ hơn xe ngoài nha ok ngày mai khả năng mình sẽ tạt qua bãi lấy lấy một vài món mình mình về gấp các bạn ngày mai sẽ xuất xuất xưởng thành thật xin lỗi anh luôn nha thiệt tình luôn Ai, thiệt tình ngại thiệt nội đơn của anh khách à hồi chiều này mới uh, nhận thêm một đơn uh, một đơn cái bộ này nha nhưng mà anh khách về chết tờ cho nên mình sẽ tháo bánh xe lại nha tháo bánh xe lại thì giá là hai triệu mốt để nguyên như vậy nha dây to đùng các bạn nha đồng mạ kẽm dây to đùng Đó, có thắng con này chạy khoảng 100 cho tới 110 vòng một phút ở chuẩn 24 v tời là ngon Đó. có luôn cái đế đặc biệt có luôn cái đế này. dễ rất là dễ chế con này túm lại còn khoảng một hai con các bạn thì mình cũng chừa lại một hai con mình 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 mình, mình, mình chế cho cái xe này các bạn nhưng mà chưa có thời gian nha à, luôn cái bánh nha, nguyên cụm như vậy là 2 triệu hai cộng phí ship còn mình đấu luôn cái tay bấm đó, đấu luôn hết nha các bạn thì tổng là 2 triệu sáu thêm 400 nữa hoặc là khách về tự tự làm ngày mai cũng xuất đi thêm một bộ này một bộ tờ này nè nha. nha bữa nay bữa nay đi một bộ rồi nha à ngày mai xuất đi hai bộ chứ một đơn uh, mới nhận thêm một đơn nữa Tức là ngày mai sẽ đi một cặp nữa nha Một cặp nữa là coi như còn nè 1, 2, 3, 4 4, 4, 5 cái Còn còn 4, 5 cái 4, 5 cái Con này mà khách nào làm luôn cái bộ tờ ha Làm luôn cái thiết bị nâng hạ Remote các kiểu Giá tầm tầm 10 triệu một bộ các bạn. Mười mấy triệu trên mạng bán á OK, nhưng mà cơ bản bên mình, mình bán tới đây thôi. Đi một vòng nha Cái này đơn của anh khách nè, đơn của anh khách nha. Sáng mai mình giao. Cái này đi chung với đơn khách nè, cái này đi chung với hai cái ba cái tủ. Anh khách chuyển khoản rồi. Còn uh, cũ phát 1,2 ký uh, hai. Có một khách đang đặt các bạn, nhưng mà chưa chuyển cọc. Có một khách đặt chưa chuyển cọc cũng phát một cái một cái hai tua chậm ở dưới đây là bật đạn các bạn ơi khách nào ôm hết uh, lô bật đạn này về bán lại alo mình nha nha bạc đạn uh, robot bạc đạn các kiểu của đức với mỹ à đức với nhật chứ đức nhật mỹ cách nào ôm hết nguyên lô này nha thì uh, về bán lại thì mình để uh, 40k một ký nha 40k một ký mình lãi 5k một ký cách nào uh, mua được thì uh, liên hệ nhé toàn hàng xịn không à, chưa xài hàng chưa xài nha các bạn cái này mấy kinh Japan các bạn toàn còn hàng Japan với hàng Germany hàng bãi Japan cái này Germany nữa các bạn à, nsk nha nsk của Nhật nè. cái này Nachi nữa các bạn cái này Nachi nữa. khách nào cân được cân nha giờ bán giá cân 40k cân hết Nè, Germany các bạn, này Germany nữa bật rạng đũa nhìn bạn nhìn nè ôi như một tác phẩm đó dầu mỡ nè còn một cái bơm cái bơm NOP cái bơm á các bạn chú ý chiều quay nha tại vì có một khách lắp vào mà nó không ra áp á thì là do các bạn quay anh quay nó ngược chiều. Đó. bạn thấy chiều quay không? Quay đúng chiều là nó ra áp nha. Cái này cũng tháo trong cái cái cái, cái motor ra các bạn. Tháo xong cái đầu của motor Cái này cái con motor khoảng hai 2 phẩy 2, 2 kW các bạn. To đùng luôn. của Nhật. Áp của nó ok nha. Có mã này các bạn. 212 hg chắc là 212 cc ha 212 cc cho hai cung toro toro coi đồ toro coi đồ hàng à, nhật các bạn thấy cái chiều chiều đi không Đó. từ trái qua phải nè nó đầu vào, đầu vào đầu ra nè in out nè in out nè áp còn ok các bạn ha. bạn nghe áp không Ủa quên nữa cái cái mic bên mình các bạn nghe không? cái này bữa mình cũng quay cái 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 cái, cái clip à, cái 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 motor mình tháo ra các bạn bên bãi ấy. cái này để các bạn 900 bao ship nha 900 bao ship hàng tháo máy của Nhật Nguyên Zin cốt tầm 12 nha, cốt 12. Bao áp bao xài. đeo vào 172. 212 cc. Vô ra. Ra vô. Đi vô đi, làm việc đi vô Ở đây còn hai con bơm dầu bơm mỡ gì. Không có bơm gì. Các bạn nghe áp không? Áp ghê luôn á nha. Áp luôn á. Con này cũng cắt trong mấy cái dàn máy uh, phay mấy gì ra các bạn. Ha. Con này để các bạn 500 bao ship. Có hai con giống đi chàng nhau hai con đây con nè y chang 500 bao ship cái mâm cặp này mình bán 1 triệu hai bao ship nha mắc in Japan à, Kitagawa mâm cặp N gạch 08 Japan băng à. mâm thủy lực nha con này còn nguyên zin trả trên máy xuống hai cái ti còn hai cục này để hoài các bạn khách tàu mua mình mình bán luôn nha bây giờ bán giá lỗ hai cục này bán 150 k một cục nha bao ship nha bao ship cái này phi 32 cái này phi 45 à, còn hai cái nha, 150 k nha đồng giá bao ship luôn coi như bán lỗ ở cặp này còn cây ti này là cây cuối cùng trong năm cây các bạn cây cuối cùng trong năm cây nha mình bán hết nha cây này của anh khách nha à thì cuối cùng trong năm cây. Ở đây còn hai cái hai uh, cái motor. Motor này của cái hãng uh, Danfoss các bạn. Ha. Uh, Danfoss. Danfoss nha, Sower Danfoss. Thì uh, cái này một triệu mốt cộng tiền ship nha một triệu mốt cộng tiền ship motor áp các bạn Ủa, quay 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 chút nó xịt dầu các bạn ơi cái này bữa mấy cái máy mà cái dàn máy ép uh, á mình mình tháo ra các bạn nghe nè đưa sát cái mic cho các bạn nghe nè cho nó nó, nó xì vô mặt luôn sát cái mic cho các bạn nghe nha quay nè bạn nghe nha đó. không dám biết mạnh nha các bạn biết mạnh nó không nó xịt dầu vô mặt hàng này hàng bao xài một triệu mốt cộng phí ship không bao ship nha các bạn ở đây còn một con một ngựa nha. giảm tốc một phần mươi 30 40 vậy nha các bạn cấp nguồn là chạy nha con này một triệu một triệu sáu nha 1 triệu một ngựa qua giảm tốc một phần 30 40 vậy đó được kéo khỏe 1 triệu 6. động cơ chổi thang nha chổi thang còn rất là mới ngon thang nhiều cổ góp chưa mòn cấp nguồn là xài các cấp, cấp bác quy là xài Ok đây mình còn một hai ba con này động cơ này tháo trong xe hơi không biết chỗ nào động cơ 3 pha không chổi than ba dây ba pha 350W 42V qua giảm tốc một phần uh, như 60 68 71 gì lâu rồi mình tra đây ra ra cái nhông này đây là cái cái bo zin nha khách nào có về có biết xài thì kích là xài chứ mình không biết cách xài nha đừng có hỏi nha. bữa mình cũng thử nghiệm cái rồi giờ dục cái mấy cái bo luôn rồi không biết cách xài Bữa mình bán 600 bao ship nha. Hiện tại giảm thêm 50k còn 550k bao ship. Coi như bán giá hộp số nha các bạn. Cái hộp số này giá cũng như vậy nha. Coi như bán giá hộp số. À. Hoặc là mình rảnh mình gỡ ra mình bán uh, động cơ. À, bán hộp số riêng. 550k nha. Bao ship luôn. À, còn một con hai con thanh lý. Ở bên đây thì cái hộp số này thì tỷ lệ lớn các bạn. Hộp số tời á chẳng biết làm gì giờ nhôm hàng nhật đi đấy tinh đồ khí nha tinh đồ khí hàng của tinh uh, đồ khí rất mới chưa xài đường đường vào là 8 ly nha à, đường vào 6 ly chứ 6 ly các bạn ơi cái ống vào 6 ly 6 ly vào ra 6 ly cái này rảnh mình mở mình review cái kết cái cấu bên trong cho các bạn coi nha bữa bán một triệu hai một cái mà giờ mình giảm giá còn một triệu bữa à, bữa bữa bán một triệu tư giờ mình giảm còn một triệu hai nha hoặc là để lại để mình uh, có cái máy nén khí mình test mấy con này là siêu xịn sò ở đây các bạn lắp vào cái mặt bờ ấy nè cái mặt dao này nè bốn ốc nha ở đây nó có một cái cái, cái mặt các bạn các bạn thấy, thấy gia công không mặt phẳng nha thì từ mặt phẳng chuẩn này á, lắp dao vào nha. qua cái vành này nó là chạy thôi con này giống bật đạn ấy quá các bạn giống cái bật đạn xứ mà để mình coi nha nếu mà đạn xứ thì con này là, là giá kinh khủng lắm nha từ đạn xứ là nó 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 êm nó không có mòn những con nào bật đạn xứ là là rất là đắt tiền Cái con này tí mình test các bạn Con này 48V 300W tí test các bạn coi Còn cặp này có anh khách hỏi mua cái động cơ các bạn Chắc mình không bán qua Tại vì bán này bán nguyên bộ nha Hàng của Mỹ Hộp số 1 phần 250 Động cơ 610W nha. 160V Đó. Ở đây mình còn một bộ bơm định lượng Của Kogagi của Nhật Nha, khách đầu cần thì mình mà mình bán lại cho về tự làm nhé, tự làm xài, uga ghi. Còn bên trong đó là một cái bộ bộ chữ A nha, 800 k của nhật, đế gan, thân gan, bộ chữ A, à, trục A chứ, trục A chứ, nha. trục A. Còn cái bộ này của Mỹ, bộ hộp số gì của Mỹ, bộ chia gì các bạn, đầu vào, đầu ra các kiểu, có cầu chì bán 200k bao ship nữa. Đó. không rõ là làm gì hàng trên máy bay các bạn 200k để ra, rảnh mở ra mình coi nó làm gì bên trong có xài được không mới khen chưa xài Ok, từ bây giờ thì mình sẽ À đây cái này là 200 k cây bao ship nha. bao ship 200 k cây bây giờ mình sẽ bán qua một chút về những động cơ này nha các bạn tại vì mình có nhiều à, cứ để như vậy thì nó cũng không hay ok thì mình xả từ từ nha từng loại từng loại một à, Cách nào cảm thấy mua được thì mua nha hiện tại thì mình à, có thể là dừng cái mảng này à, dừng hoặc là hoặc là khởi động lại nếu mà có thêm người có nhiệt huyết nha còn có người mà mình bỏ nhiều công sức vào quá thì mình cũng không muốn tại vì mình đang làm cái mảng khác đó cho nên khách nào có nhảy ý mua hết lại thì mình cũng bán đó. hoặc là mình xả từng ngày từng ngày nha mấy con 10 w này các bạn phải nói là ngon nha cách nào làm quạt b 3 đổ lại thôi hàng ni và các bạn chạy là chạy bây giờ là chạy mạch 3 mạch sung dùm mình nó không có nóng đừng có chạy cái mạch kia nữa thực ra cái người biết làm thì nó khác nha không biết thì nó khác cho nên là thôi bạn cứ chạy mạch xung 10 w mấy con này cốt uh, 6 ly nha cốt uh, 6 à, 5 ly chứ cũng 5 ly 56 ta nói chung 56 các bạn chuẩn giờ mình bán nguyên liệu lại nha mấy con này thì trên sau, uh, shop lazada bán uh, 45-50 nghìn mình bán lại một lần 10 con một lần 10 con các bạn một lần 10 con một con là 25.000 bao ship à, đó. khách nào mua 10 con thì khách nào mua thì mình sẽ xe cái cái clip mà để mình hướng dẫn đấu với mạch sung nha đó. về đấu lại 10 con 2 là 250k bao ship một món Mấy con 20W này mình cũng còn các bạn. Nha. 10 con 450k bao ship. Đó. Trả lại nha. Còn mấy con này cũng vậy nha. 10W, 20W, 11.6W cũng có. Các bạn mua thì mình xả lại. Bây giờ cái hứng thú bán nó cái này qua các bạn làm cái này thì bây giờ mình không muốn làm tay chân nữa, mình muốn lên hệ thống tự động hết nhưng mà cơ bản thì bây giờ cũng không khoái lắm. Ồ 16W các bạn. Ồ con này các bạn đóng cái cốt túp năng được nè, tại vì nó 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 lú ra phía sau rất là dài các bạn. Có 16W ha. Ngộ quá. Mấy con nha tem vàng này các bạn chạy 12V ngon nha. Rất là khỏe. Nhưng con này nữa nè nhìn lạ lạ 24V 20W lạ quá cái này cốt nhựa mình lấy ra dễ các bạn cốt nhựa 6 ly nói chung là mấy con này thì cứ 450k 10 con bao ship à, mình không bán lẻ các bạn bán sĩ bán cho nó hết còn ở đây mình đã phân loại lại rồi, cái này là cái dòng mà Sino Kensey 18W siêu siêu phẩm. Đó mấy con này khách nào mua mình xả lại luôn nha. Đặc biệt là khách nào mua càng nhiều thì mình xả giá càng rẻ. Đó, à, Sino Kensey 4 v 10 18W tem trắng tem vàng. Ở đây thì có thêm là 20W nha. 3.0A à, 33W chứ bạn, của con này 33W. À? nó con này bạn trời nha. cốt cốt bên cốt nó ngổ các bạn có ngoài như xấu ly các bạn xả lại xả lại mấy con này mình rất muốn à, hay là lát nữa ra rảnh bây giờ mình khôi phục lại cái chế độ mà lấy từng cái từng cái ra test lại các bạn tại vì mình cũng chưa có con bị rỉ chưa có khám phá hết nữa nha mình để coi coi con này biết gần đây mình có đã khám phá chưa nha để tí rảnh thì mình sẽ khám phá lại rồi mình review cho các bạn xem theo cái kinh nghiệm khách quan của mình thì nó là ưu điểm gì nhược điểm gì để mà chế quạt nha từ đó các bạn có thể tham khảo Đây nè quá trời ủ con này ngon à âm bốn vô nè ô giảm tốc quá đặc biệt là cái lô ba ba không không này các cách nào cần sang nguyên lô thì alo mình nhé cần nguyên lô mình sang nguyên lô nè. Canon 3300. Tua là 11.000 vòng. Đó, cực kỳ khỏe, cốt 8. Hoặc là con này mình lên một số dự án liên quan 11.000 vòng. Ở à, 300 cỡ 50 cái. Bữa trước mình bán 80.000 cái các bạn. Còn quá trời đồ, mới đi được chưa được một phần mấy dòng đã mấy phút, nè, đây nè, quá trời luôn, vô vàng vô vàng, ok mình sẽ quay trở lại cái mảng này nhé có thể, ok sẽ làm theo cách nào đó, chính mắt là vậy nha các bạn, thùng tiếp tục xả thùng, tủ nhỏ đẹp một triệu tư à, 666 có cứng cứng móp móp chút nha 1 triệu 2 tủ lớn à, thì tạm thời còn một hai vài cái các bạn 1 triệu 8 nha. giá tất cả bao ship ở đây còn một cái lô mấy con lớn lớn nha anh nào làm được nguyên lô mình bán giá rẻ rẻ, rẻ nha các bạn chứ không bán lẻ nha lâu rồi có anh khách à, làm quê các bạn đầu tiên hỏi mình sẽ lẻ không mình nói không OK, không sẽ lẻ vậy anh sắp ra anh 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 coi rồi bán tính tiền em mua hết sắp ra không mua bỏ công sắp làm cực cần chết hỏi rõ rồi. Cho nên các bạn đừng có ngại nha, đừng có ngại, đừng sống giả, hãy sống thật nó khỏe lắm, khỏe cho mình mà khỏe cho người nữa, nó nó nó, nó khỏe nhé nhẹ nhàng đó các bạn, đừng ảo tưởng đừng có cái này là mình nói ý kiến khách quan thôi nha, còn khách nào muốn thì chịu chứ mình cũng không phải là dạy đời nha. Nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân của mình, sống thật, sống chân thật, không uh, gọi là không sĩ nha, không ảo, à, thật, không sĩ không ảo, nó khỏe nó nhẹ người lắm. Còn mà cứ ảo 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 ảo, ảo ở đâu cái gì về cái nó nó, nó 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 mệt, hoặc là sĩ 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 ở đâu cái gì về vợ con mình nó thiệt mình đi xe hơi đi móc bọc cũng được không sao cả mình ra móc bọc rác đó có sao đâu không vấn đề các bạn quan trọng ngày mình vẫn mình vẫn không đi ăn bám ai không có nợ nần ai không có mất cỡ với ai không có ngại với ai thật với mình tối ngủ rất là ngon vậy đó chứ ảo quá mệt quá cũng không, cũng không phải là tuyệt đối các bạn. Tại vì đâu có ai là hoàn hảo đâu. Chứ đôi khi mình làm có lỗi dài thì mình khi mình nhận ra đó, thì mình mình xin lỗi rồi mình sẽ khắc phục thôi, là rút kinh nghiệm. Cái đó là cái quan trọng chứ chứ không phải ai cũng biết. Ok, nói nhảm nhảm nha. Cách nào uh, mua được gì ủng hộ shop nha.